Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cựu chiến binh là ai, quyền lợi và nghĩa vụ của cựu chiến binh là gì. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo pháp lệnh cựu chiến binh và Hội Cựu Chiến binh Việt Nam năm 2005, thì cựu chiến binh là công dân Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang, chiến đấu chống ngội xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm cán bộ chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng 8 năm 1945. Cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngội xâm, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Cán bộ chiến sĩ, do quân tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngội xâm, bảo vệ tổ quốc. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu phục viên chiến đấu chống ngội xâm, bảo vệ tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, do quân tự vệ đã tham gia chiến đấu trực tiếp phục vụ chiến đấu. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước và nhân dân Tô Vinh ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn của cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ điều 7, pháp lệnh cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh Việt Nam năm 2005 quy định cựu chiến binh có các quyền lợi sau đây thứ nhất cựu chiến binh là người có công với cách mạng được hưởng các chế độ ưu đại theo quy định của pháp luật về ưu đại người có công với cách mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan thứ hai cựu chiến binh được ưu tiên tạo việc làm giao đất giao rừng giao mẹt nước để sản xuất kinh doanh và tham gia các dự án phát triển kinh tế xã hội theo quy định của chính phủ thứ ba cựu chiến binh nghèo được ưu tiên quay vốn ngân hàng chính sách các nguồn vốn ưu đại khác để sản xuất kinh doanh nhằm mục đích xóa đối giảm nghèo, được cấp thẻ bảo hiểm y tế và được hưởng các chính sách ưu đại khác đối với người nghèo. Thứ tư, cựu chiến binh hết tuổi lao động, cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được nhà nước và xã hội tiếp nhận, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội. Thứ năm, cựu chiến binh khi qua đời được chính quyền, cơ quan quân sự, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội cựu chiến binh Việt Nam và gia đình tổ chức tang lễ và được hưởng tiền ma táng theo quy định của chính phủ. Thứ sáu, cựu chiến binh được tham gia hội cựu chiến binh Việt Nam, ban liên lạc cựu quân nhân theo quy định của điều lệ hội của pháp luật. Căn cứ quy định tại điều 8 pháp lệnh cựu chiến binh và hội cựu chiến binh Việt Nam năm 2005 thì cựu chiến binh có các nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, cựu chiến binh phải phát huy truyền thống cách mạng, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tham gia bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích của dân tộc. Thứ hai, cựu chiến binh phải gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, học tập tuyên truyền vận động nhân dân, gia đình chấp hành đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước. Thứ ba, cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, tham gia hòa giải, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ tư, cựu chiến binh có trách nhiệm tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong cựu chiến binh là ai, quyền và nghĩa vụ của cựu chiến binh là gì. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc nhiều vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với con nhé.